Tử vi về ngày 19 tháng 12 âm lịch Kỷ Mão. Xin chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày 19 tháng 12 năm 2020 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo đủ đường? Công việc nào thuận để làm? Công việc nào xui nên tránh? Mời quý vị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan về ngày 19 tháng 12 âm lịch. Ngày 19 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 19 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 31 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Kỷ Mão, có nạp âm là thành đầu thổ, tức là đất đầu thành. Do Mão và Dậu chính xung, Kỷ âm thổ khắc Quý âm thủy, Ất âm mộc khắc Kỷ âm thổ. Đây gọi là thiên khắc, địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 và Ất Dậu sinh năm 2005. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 19 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Kỷ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có sao hàm chỉ chiếu tới mà lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dần với những người độc thân. Bên cạnh đó còn có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Bên cạnh đó trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão sẽ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo.
Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có thái cực chiếu mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày các gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Ngoài ra gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý ngày này còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thường tật. Bản mệnh cần tránh những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai. Người tuổi Tỵ năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày, có sao hàn trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Ngọ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Đặc biệt trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn trong ngày còn có ba cát tinh là thái cực, phúc tinh và mã tinh đồng mệnh. Đây đều là những sao tốt đem lại cơ hội mới trong công việc, quý nhân trợ giúp cho bản mệnh. Đặc biệt vẫn tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thân, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày cũng có cát tinh là Kim Dư và Thiên Ất sang chiều tới, nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn.
May mắn trong ngày có các tinh là Văn Xương, Quý Nhân chiếu mệnh. Đây là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tí Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vậy thế năm nay có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp kỳ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có sao hàm chỉ chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tuất. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra còn có các tinh thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp kỳ âm thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh, đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Hơn nữa những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị luận giải vận hạn ngày 19 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!